Xin kính chào quý vị. Hôm nay thứ Sáu ngày 21 tháng 4 năm 2023, mời quý vị theo dõi bản tin buổi sáng của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý vị, truyền thông Cuba ngày 20 tháng 4 đã đưa tin đậm nét về chuyến thăm cũng như các hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại La Habana. Báo Renma, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Cuba đang bày viết có tiêu đề "Chào mừng chiến thắng sử thi và một dân tộc đáng mến", trong đó nêu bật sự kiện Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại phiên toàn thể đặc biệt của Quốc hội Cuba khóa 10 và lễ kỷ niệm 62 năm ngày chiến thắng Girón. Theo nhật báo Renma, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lasso Hernández đã bày tỏ vinh dự khi Chủ tịch Quốc hội Việt Nam Vương Đình Huệ có mặt và phát biểu tại phiên họp này. Chuyến thăm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ là minh chứng cho thấy Cuba không đơn độc và chưa bao giờ đơn độc. Cuba đã nhận được tình đoàn kết và ủng hộ từ mọi nơi trên thế giới, trong đó có một đất nước nằm cách xa nửa vòng trái đất và là một dân tộc vô cùng gắn bó, đó là Việt Nam. Cùng ngày, báo điện tử Cuba Debate có lượng truy cập lớn nhất Cuba dẫn lời Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu bật mối quan hệ anh em đoàn kết giữa hai nước, khẳng định Việt Nam luôn thủy chung, gần gũi với nhân dân Cuba và cho biết cả hai dân tộc đều coi trọng tình hữu nghị đặc biệt, thủy chung, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Trong khi đó, báo Juventud Rebende nhấn mạnh tình anh em vượt thời gian giữa hai dân tộc Việt Nam và Cuba dựa trên sự tôn trọng, giúp đỡ lẫn nhau và cùng thúc đẩy các kế hoạch hợp tác kinh tế, xã hội. Chiều qua, đồng chí Phan Văn Mãi, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh đã chủ trì buổi làm việc với các đại biểu và sở ngành, đơn vị liên quan về tình hình kinh tế xã hội để chuẩn bị cho kỳ họp Quốc hội sắp tới. Với vai trò là Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh, đồng chí Phan Văn Mãi đã chia sẻ về tình hình kinh tế xã hội trong quý 1 vừa qua với kết quả tăng trưởng 0,7%, các chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh ở mức trung bình thấp, đã trở thành luồng chủ đạo thông tin thời gian qua. Phân tích về vấn đề này, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ nguyên nhân do thành phố chưa kịp thời củng cố phát triển các động lực mới, chưa giải quyết các điểm nghẽn hiệu quả, từ đó khi trải qua dịch COVID-19 đã bộc lộ ra yếu điểm. Cái kết quả về kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh trong những tháng đầu năm là thấp, có trong dự báo nhưng nó thấp hơn dự báo của chúng ta. Nó có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. Và cái ý thứ hai, nhận định thứ hai đó là có tình trạng một bộ phận cán bộ công chức, viên chức vì lo sợ, vì thiếu trách nhiệm cho nên đó là dẫn đến là cái chất lượng hiệu quả công vụ không cao, giải quyết các vướng mắc của người dân doanh nghiệp là chưa kịp thời, chứ không phải là toàn bộ hệ thống của chúng ta là lo sợ đến mức không làm gì dẫn đến đình trệ và dẫn đến cái kết quả như thế. Thì đây tôi muốn nói cái ý này thì cũng rất là mong muốn có sự phản biện của các đại biểu, của báo chí để chúng ta nói cho nó rõ đúng bản chất của vấn đề. Đề cập đến các giải pháp sắp tới, đồng chí Phan Văn Mãi chia sẻ, thành phố sẽ tập trung đẩy mạnh vào 3 trụ cột, đó là đầu tư công, đầu tư tư, tiêu dùng và xuất nhập khẩu. Trong đó, thành phố sẽ cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số, tăng cường cải cách hành chính. Đại diện các sở ngành thành phố cũng đã thông tin thêm với đoàn đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh về tiến độ triển khai các công trình trọng điểm của thành phố. Dự án tiến độ thực hiện bồi thường công tác bồi thường hỗ trợ tái định cư của dự án vành đai 3 đó thì tính tới thời điểm này là hoàn toàn đúng tiến độ. Thì cái mốc thời điểm mà dự kiến mà chi trả toàn bộ tiền cho dân á, là dự kiến từ ngày 25 tháng 4 đến ngày 25 tháng 5, có thể là bước qua là tới ngày 30 tháng 5. Còn mặt bằng á, thì lần này mình triển khai công tác bồi thường của dự án vành đai 3 thì có làm khác so với tất cả những dự án khác, là đối với đất nông nghiệp mình sẽ thu hồi trước. Đối với đất ở mà người dân đồng thuận á, thì mình cũng chi trả tiền bồi thường, thực hiện theo khoản 2 điều 67 của luật đất đai. Thì cũng hy vọng là cái dự án vành đai 3 đảm bảo đúng tiến độ và dự kiến đến ngày 15 tháng 6 sẽ bàn giao được cho chủ đầu tư từ 70, ít nhất là từ 70 đến 85% tổng số diện tích đất để thực hiện dự án. Các đại biểu Quốc hội Thành phố Hồ Chí Minh cũng đã đặt ra một số vấn đề liên quan đến tiến độ triển khai những dự án công trình của thành phố trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho người dân. Ngày 3 tháng 4 2023 vừa rồi, Thủ tướng Chính phủ đã có cái quyết định 338 phê duyệt đề án xây dựng ít nhất 1 triệu cái căn nhà ở xã hội
cho người có thu nhập thấp và công nhân trong các khu công nghiệp, khu chế xuất với cái gói hỗ trợ lên tới 120.000 tỷ. Như vậy thì chắc là các anh chị có thể thông tin thêm hiện nay các bộ ngành đã triển khai về thành phố chúng ta như thế nào, chúng ta sẽ triển khai như thế nào từ bây giờ cho tới năm 2030. Khi mà thành phố báo cáo với Bộ Xây dựng và Chính phủ về cái đề án triệu căn để tham gia vào trong cái chương trình này đó, thì cũng đã thống kê được cái nhu cầu và cũng như cái kế hoạch của thành phố là đăng ký khoảng là 93.000 căn đến 2030 theo chương trình và kế hoạch phát triển nhà ở của thành phố đã được phê duyệt. Thì chủ yếu hiện nay trong thời gian sắp tới là thúc đẩy tháo gỡ các vướng mắc thủ tục đối với các cái dự án nhà xã hội để mà có thể làm sao là các dự án này phải đi đến bước là cấp phép xây dựng thì mới có thể hấp thu được cái gói 120.000 tỷ của cả nước. Tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Phan Văn Mãi cũng đã thông tin thêm về một số nội dung các đại biểu quan tâm như chính sách visa, những cơ chế đi kèm để phát triển kinh tế thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian tới. Năm 2022, thiên tai đã làm 175 người chết, mất tích, thiệt hại về kinh tế gần 19.500 tỷ đồng. Từ đầu năm 2023 đến nay, thiên tai đã làm 7 người mất tích, thiệt hại gần 25 tỷ đồng. Đây là thông tin tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc về phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn diễn ra chiều qua. Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã nêu nhiều tồn tại cần khắc phục ngay để giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Võ Văn Hoang dự hội nghị tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh. Báo cáo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Hoàng Hiệp nêu 7 tồn tại hạn chế trong công tác phòng chống thiên tai năm 2022. Trong đó ông nhấn mạnh về khả năng chống chịu của cơ sở hạ tầng, đặc biệt là các công trình phòng chống thiên tai còn thấp, phương tiện, trang thiết bị phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn còn hạn chế và chưa phù hợp. Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng các địa phương thể hiện trách nhiệm rất cao trong công tác phòng ngừa thiên tai, tập huấn sát với thực tế, dù vậy vẫn còn nhiều hạn chế. Phó Thủ tướng đề nghị cần tiếp tục thay đổi tư duy của các bộ ngành địa phương trong thực hiện phương châm chuyển từ ứng phó bị động sang chủ động phòng ngừa. Các bộ ngành địa phương cũng cần đầu tư nguồn lực cho công tác dự báo, cảnh báo thiên tai, đảm bảo yêu cầu chính xác, kịp thời. Bộ ngành địa phương đẩy mạnh công tác thông tin truyền thông nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng. Các địa phương cần quan tâm đến việc lồng ghép công tác phòng chống thiên tai vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội. Trên 350 món ăn, thức uống đặc trưng của ba miền Bắc, Trung, Nam hội tụ tại lễ hội văn hóa ẩm thực Món ngon Sài Gòn Tourist Group năm 2023 diễn ra từ nay đến hết ngày 23 tháng 4 sắp tới tại khu du lịch Văn Thắng, Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện nhằm góp phần phục hồi và phát triển du lịch ẩm thực tại Thành phố Hồ Chí Minh, đồng thời hướng đến kỷ niệm 48 năm thành lập Tổng công ty Du lịch Sài Gòn. Đến dự lễ khai mạc có Phó Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Hiếu. Ban tổ chức cho biết, đại diện 40 khách sạn, khu nghỉ dưỡng, nhà hàng 4 đến 5 sao thuộc Sài Gòn Tourist Group tại Thành phố Hồ Chí Minh và các địa phương đã mang đến lễ hội trên 350 món ăn, thức uống đặc trưng ba vùng miền tại 40 gian hàng được thể hiện qua tài nghệ của các đầu bếp giàu kinh nghiệm. Thì mỗi vùng miền nó sẽ có một cái vị đặc trưng của mỗi vùng đất, dù vùng Bắc, vùng Trung và miền Nam. Phan Rang, Ninh Thuận thì có hơn 105 km đường biển, thì hải sản không thể thiếu trong các món ăn. Thì Sài Gòn Chợ đã biến tới những món hải sản đó đặc biệt hơn. Tất cả các du khách khi đến Ninh Thuận thì đều chọn món bánh căn, bánh xèo và bánh canh Phan Rang. Đó là những cái món vô cùng đặc trưng của vùng đất nắng gió. Chúng tôi cũng mong muốn rằng đem cái ẩm thực của Sài Gòn Tourist Group là một trong những thế mạnh của chúng tôi để giới thiệu quảng bá cho tất cả mọi người với mong muốn là có thể đem đến một cái sân chơi, một khu khung cảnh rất là tự nhiên ở khu vực Văn Thánh rất tươi đẹp để cho quý vị có thể thưởng thức tất cả các món ngon từ Bắc Trung Nam. Thì như vậy đó là trong chung là chúng tôi sẽ quảng bá được những ẩm thực các vùng miền, quảng bá được cái du lịch của các địa phương đó cũng như là cùng góp sức cùng Thành phố Hồ Chí Minh và các nước phát triển du lịch với thế mạnh là ẩm thực. Lễ hội đảm bảo phục vụ trên 6.000 ghế ngồi cùng lúc. Ngoài ra, các xe lưu động bán các món ăn đường phố cũng sẽ hoạt động liên tục trong khu du lịch Văn Thánh. Đi từ ngoài vào trong thì tất cả là món ăn ba miền, Bắc, Trung, Nam và kể cả các vùng miền, vùng sâu, vùng xa đều có hết. Mà các đơn vị thì đều được trang trí rất là đẹp và món ăn tôi thấy cũng chất lượng. Các cơ sở đều có đầu tư kỹ lưỡng, cẩn thận. Cái cách trình bày cũng về món ăn cũng rất là đẹp.
Cùng với ẩm thực, lễ hội còn tích hợp thêm nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật, giao lưu văn hóa, trò chơi dân gian, tái hiện sinh hoạt các làng nghề truyền thống dành cho khách thưởng ngoạn. Đây là một trong những cái sự kiện mà ngành du lịch thành phố cũng tập trung để quảng bá, đó là cái về cái ẩm thực và là một trong những cái trụ cột mà của cái chiến lược phát triển du lịch của thành phố. Trong cái ẩm thực thì chúng tôi cũng muốn là ngoài cái hình ảnh về các cái lễ hội thì các cái hình ảnh về các cái món ăn, món đặc trưng tại thành phố Hồ Chí Minh để có dịp để quảng bá và đưa lên cái bản đồ số về ẩm thực của du lịch thành phố Hồ Chí Minh. Lễ hội văn hóa ẩm thực món ngon năm 2022 đã được giải thưởng ẩm thực thế giới World Culinary Awards bình chọn là lễ hội ẩm thực đặc sắc nhất châu Á 2022. Chiều qua, Bộ Ngoại giao tổ chức họp báo thường kỳ dưới sự chủ trì của Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt. Trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá của Trung Quốc ở Biển Đông từ ngày 1 tháng 5 đến ngày 16 tháng 8, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt nêu rõ lập trường của Việt Nam đối với cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá mà Trung Quốc đơn phương ban hành trái phép ở Biển Đông là nhất quán và đã được khẳng định rõ trong những năm qua. Theo Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Đoàn Khắc Việt, cái gọi là lệnh cấm đánh bắt cá này đã xâm phạm đến chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán của Việt Nam đối với các vùng biển, vùng đặc quyền kinh tế được xác định theo Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật biển năm 1982. Việt Nam yêu cầu Trung Quốc tôn trọng chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa, quyền chủ quyền, quyền tài phán đối với các vùng biển của Việt Nam, không làm phức tạp tình hình, đóng góp vào duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực Biển Đông. Trong cuộc họp báo thường kỳ, thông tin về các vấn đề nóng đang được dư luận quan tâm diễn ra chiều qua, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã điểm qua các hoạt động lễ hội văn hóa giải trí sẽ diễn ra trong dịp lễ 30 tháng 4 năm nay. Để người dân thành phố có kỳ nghỉ lễ an toàn, vui tươi, ông Phạm Đức Hải, Phó trưởng ban chuyên trách Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế thành phố đã yêu cầu ngành y tế nêu cụ thể chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ trước COVID-19. Thành phố sẽ tổ chức bắn pháo hoa nghệ thuật diễn ra trong đêm 30 tháng 4 tại nóc hầm vượt sông Sài Gòn, thành phố Thủ Đức và pháo hoa tầm thấp tại Công viên Văn hóa Đầm Sen, quận 11. Các chương trình kỷ niệm 48 năm thống nhất đất nước, 137 năm ngày quốc tế lao động 1 tháng 5 và kỷ niệm 80 năm ra đời đề cương văn hóa Việt Nam 1943-2023. Tại các quận huyện, thành phố Thủ Đức cũng sẽ lần lượt diễn ra các chương trình nghệ thuật. Đặc biệt, Festival Hoa Lan thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 2 cũng sẽ diễn ra từ ngày 28 tháng 4 đến ngày 2 tháng 5 tại Công viên Tao Đàn. Tại họp báo, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh HCDC cũng cảnh báo về diễn biến số ca mắc mới COVID-19 đang tăng nhanh. Hầu hết các ca nhập viện là người cao tuổi có bệnh nền. Bệnh COVID là có tăng, tuy nhiên thì vẫn trong sự kiểm soát và vẫn trong sự theo dõi chặt chẽ của ngành y tế. Truy cập trên trang web chính thức của HCDC thì có là hướng dẫn chi tiết từng cái nơi nào mà Bộ Y tế yêu cầu phải là mang khẩu trang. Ngoài cái chuyện khẩu trang còn cập nhật cái lịch tiêm vaccine, có một cái trường hợp nghi ngờ thì chúng ta xử lý như thế nào, khai báo như thế nào, vân vân, rất là đầy đủ. Sở Y tế cũng đã có trình Ủy ban nhân dân thành phố để ban hành cái kế hoạch kích hoạt trở lại chiến dịch bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ và thời gian thực hiện là từ nay cho đến ngày 30 tháng 6 năm 2023. Thứ nhất là cập nhật danh sách và quản lý người thuộc nhóm nguy cơ. Thứ hai là tổ chức tiêm vaccine phòng COVID-19, đảm bảo tỷ lệ người thuộc nhóm nguy cơ tại mỗi phường, xã, thị trấn được tiêm mũi nhắc lại lần 2 đạt tối thiểu 90%. Miễn dịch cộng đồng đối với COVID-19 có xu hướng giảm dần từ 98,7% vào tháng 9 năm 2022 xuống còn 94,17%. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai ngay các giải pháp nhằm bảo vệ người thuộc nhóm nguy cơ. Trong đó, thành phố Hồ Chí Minh sẽ duy trì việc tiêm vaccine COVID-19 vào tất cả các ngày trong tuần tại tất cả các quận huyện và thành phố Thủ Đức. Ban tuyên giáo quận ủy quận 11 đã tổ chức hội nghị thông tin thời sự quý 2 năm 2023, đồng thời giới thiệu về nội dung tác phẩm Kiên quyết kiên trì đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, góp phần xây dựng đảng và nhà nước ta ngày càng trong sạch vững mạnh của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Hội nghị do tiến sĩ giảng viên cao cấp Tần Xuân Bảo, nguyên Phó Giám đốc Học viện Cán bộ Thành phố Hồ Chí Minh báo cáo với những phân tích giá trị lý luận và thực tiễn sâu sắc.
qua đó tạo sự thống nhất về nhận thức, ý chí và hành động trong toàn hệ thống chính trị, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Hội nghị cũng giúp các đại biểu cập nhật thông tin đầy đủ, chính xác, gắn với việc tuyên truyền những chủ trương, quan điểm, phương châm của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm, nhận diện các quan điểm sai trái, phản động, xuyên tạc trên Internet, mạng xã hội. Thời gian qua, Thành phố Hồ Chí Minh đã thu hút thành công nhiều doanh nghiệp đa lĩnh vực và hình thành nhiều khu chế xuất, khu công nghiệp. Thành phố cũng đã thu hút đầu tư chọn lọc hơn theo hướng nâng cao chất lượng đầu tư, tập trung thu hút doanh nghiệp công nghệ cao và đã trở thành điểm đến của các tập đoàn đa quốc gia. Điều này cũng đi đúng với định hướng của nghị quyết số 31 vừa được Bộ Chính trị ban hành. Theo đó, Thành phố Hồ Chí Minh xác định ưu tiên các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, quản trị hiện đại, có giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu. 18 năm đầu tư vào khu công nghiệp Tân Bình, đơn vị gia công sản xuất các linh kiện điện tử của Nhật Bản này luôn chú trọng đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ cao. Điều này giúp doanh nghiệp nâng cao giá trị sản phẩm, chuyển dần từ chiều rộng sang chiều sâu, sử dụng ít năng lượng, thân thiện môi trường. Khi mà mình có những thiết bị, những máy móc và đưa vào những công nghệ cao vào sản xuất thì nó sẽ hiệu quả hơn, năng suất hơn, tạo ra những sản phẩm giá trị hơn. Hiện tại công ty Tosansi thì công nghệ cao chiếm 70%. Doanh nghiệp đầu tư vô đây thì mình bắt đầu mình phải chọn lọc các doanh nghiệp có cái công nghệ tiên tiến, các kỹ thuật và không có ô nhiễm môi trường. Ví dụ như khu công nghiệp Tân Bình là hiện nay là hầu như là nằm trọn ở trong lòng nội đô thành phố rồi. Cho nên là mình thu hút doanh nghiệp, mình phải chọn lựa những cái doanh nghiệp có cái chất xám cao. Mặc dù sở hữu lợi thế về trung tâm liên kết vùng, cơ sở hạ tầng được đầu tư, song Thành phố Hồ Chí Minh vẫn còn nhiều hạn chế dẫn đến việc kết nối giữa doanh nghiệp trong nước và doanh nghiệp FDI. Sau 8 năm đầu tư vào khu công nghiệp Nhị Xuân ở Hóc Môn, đơn vị chuyên sản xuất các sản phẩm cao su chống rung dành cho các đồ điện gia dụng đã có thị trường ổn định tại Nhật Bản và Hàn Quốc. Tuy nhiên, ở thị trường nội địa, doanh nghiệp vẫn chưa tìm được đối tác. Tuy rằng mình đã cấp cái mặt hàng này cho Hàn Quốc, nhưng mà cái mặt hàng này ở Việt Nam vẫn có nhà sử dụng nhưng mà vẫn chưa vào được các cái doanh nghiệp FDI ở trong tỉnh ở Việt Nam. Tôi kỳ vọng rằng nếu mà sắp tới đây chúng ta có nhiều cái kênh để mà làm thế nào các doanh nghiệp nội địa có thể tiếp xúc với các doanh nghiệp FDI và tăng tỷ lệ nội địa hóa lên. Một hạn chế khác cần tháo gỡ để Thành phố Hồ Chí Minh tăng thu hút dòng vốn FDI đó là cần cởi mở về chính sách. Thành phố được quy hoạch năm 1918 hectare đất công nghiệp. Nhưng mà hiện nay, ngoại trừ những cái khu đã triển khai, khu mà đã lấp đầy, thì cái phần diện tích đất còn lại mà có thể triển khai thực hiện được cũng còn khá lớn, khoảng tầm 1.500 hectare. Nhưng mà 1.500 hectare này hiện nay đang bị mắc kẹt về pháp lý. Chính vì vậy mà ban quản lý đã thường xuyên kiến nghị để đưa vào trong cái dự thảo sửa đổi luật đất đai là có cái nội dung này. Trong đó đối với lại diện tích đất công nghiệp đã được bồi thường liền khoanh liền thửa trên 90% thì nên cho thuê đất, giao đất để triển khai cái quỹ đất sạch này, thu hút đầu tư, tạo ra giá trị mang lại đóng góp kinh tế, xã hội cho địa phương. Thành lập ngay một cái đội, mình hay gọi là đội phản ứng nhanh đó, đội phản ứng nhanh để giải quyết nâng cái hạng VCA. Khó khăn gì ta phải hỗ trợ từ đất đai cho đến thủ tục hành chính cho đến thuế má cho đến hải quan mà dân tất cả đều ta giải quyết hết. Việc tạo ra làn sóng thu hút đầu tư có chọn lọc, đặc biệt ưu tiên các tập đoàn công nghệ đứng đầu các chuỗi sản xuất có sử dụng công nghệ cao sẽ là nền tảng quan trọng để giúp Thành phố Hồ Chí Minh có được những bước phát triển đột phá mới. Từ đây sẽ góp phần kết nối khối doanh nghiệp FDI với doanh nghiệp trong nước, từng bước đưa doanh nghiệp Việt Nam trở thành mắt xích bền vững trong chuỗi giá trị toàn cầu. Ban tổ chức Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã nhận được 184 đề án, công trình, giải pháp, đề tài đăng ký tham gia Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 3 năm 2023. Lĩnh vực văn học nghệ thuật có sự tham gia sôi nổi của hơn 20 tác phẩm với nội dung ngợi ca đất nước con người, đặc biệt trong không khí hân hoan kỷ niệm 48 năm ngày đất nước thống nhất. Dự thi Giải thưởng Sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm 2023, ca cảnh nghệ thuật cải lương, thiêng liêng cờ tổ quốc,
của đạo diễn Tăng Hoàng Thuận, bút danh Thanh Hiệp, sử dụng những bản đơn ca tài tử Nam Bộ, âm nhạc của sân khấu cải lương, dàn dựng hoành tráng, kết hợp múa tương tác cùng màn Ghost 3D Hologram làm tăng hiệu quả thị giác và mang lại cảm giác sống động. Tác phẩm nêu cao lòng yêu nước của nhân dân ta và tinh thần quyết tâm bảo vệ lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên khắp các vùng biển đảo thềm lục địa của Tổ quốc. Tôi mong muốn qua cái giải thưởng này sẽ góp phần giúp thúc đẩy cho cái việc phát triển không ngừng về cái hình thức dàn dựng cũng như là những cái thể nghiệm mới trong cái sáng tạo. Ở ca cảnh Thiên Liên Cờ Tổ quốc là tôi đã vận dụng rất nhiều cái hình thức dàn dựng mới, sử dụng màn hình LED cùng với màn hình gao, cộng với những cái việc hòa âm phối khí của các loại nhạc cụ dân tộc. Bên cạnh đó là sự thể hiện của dàn đồng ca, tạo nên những cái hiệu ứng rất là độc đáo. Nghệ sĩ nhiếp ảnh Trần Thế Phong có hai ấn phẩm dự thi giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm nay là sách ảnh song ngữ Cười Smile và Sài Gòn Covid-19 năm 2021. Rong ruổi trên khắp mọi miền Tổ quốc để bắt trọn những nụ cười hồn hậu lạc quan của con người Việt Nam, cũng như lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ của một Thành phố Hồ Chí Minh ấm áp nghĩa tình trong cơn đại dịch. Các tác phẩm nhằm lan tỏa và quảng bá văn hóa và con người Việt Nam đến với bạn bè quốc tế. Cuộc thi sáng tạo lần thứ ba này, tôi rất là tâm đắc với hai tập sách ảnh này và mình mong muốn đây là một cái sân chơi, một cái niềm động lực rất lớn cho các văn nghệ sĩ của các ngành tham gia với những tác phẩm để cống hiến, lan tỏa cho công chúng. Mang một cái nội dung đẹp đến để cho cái sự phát triển về mặt con người, về mặt xã hội cho người Việt Nam nói chung và nếu được thì có thể truyền bá trên thế giới. Thứ hai là cái tiêu chí là tính nghệ thuật, cái này là quan trọng. Nếu mà anh không có tính nghệ thuật cao thì tôi không gọi là tác phẩm văn học nghệ thuật. Thì cái tác phẩm cái này thì phải là từng lĩnh vực ở các hội chuyên môn đánh giá cái câu chuyện này. Và cái cuối cùng là tính quảng bá, cái tính truyền thông, cái tác động của nó với xã hội, với con người. Thưa quý vị, lễ công bố và trao giải giải thưởng sáng tạo Thành phố Hồ Chí Minh năm nay dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 2 tháng 9 năm 2023 và số lượng giải thưởng dự kiến được công bố và trao giải sẽ là 70 giải thưởng. Tin thế giới, ngày 20 tháng 4, Tổng thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO Jens Stoltenberg đã có chuyến thăm không báo trước đến Ukraine. Đây cũng là chuyến thăm Ukraine đầu tiên của quan chức này kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine hồi đầu năm ngoái. Phát biểu tại cuộc họp báo chung với Tổng thống nước chủ nhà Volodymyr Zelensky, ông Stoltenberg cho biết vấn đề quy chế thành viên NATO của Ukraine cũng như những sự bảo đảm về an ninh cho quốc gia Đông Âu sẽ là một trong những chủ đề chính tại hội nghị thượng đỉnh của khối dự kiến diễn ra vào tháng 7 tới tại Litva. Bên cạnh đó, ông Stoltenberg cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ quân sự cho Ukraine. Về phần mình, Tổng thống Zelensky coi chuyến viếng thăm của Tổng thư ký NATO đã đánh dấu chương mới trong mối quan hệ giữa liên minh quân sự này với Kiev. Nhà lãnh đạo Ukraine cũng cảm ơn về lời mời nước này tham dự hội nghị thượng đỉnh NATO sắp tới của ông Stoltenberg. Hôm qua 20 tháng 4, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga CBR Elvira Nabiulina cho biết Nga đang chuẩn bị xây dựng hệ thống cho phép các doanh nhân thanh toán với các đối tác nước ngoài, có thể với sự trợ giúp của tiền điện tử. Bà Elvira Nabiulina cho biết CBR đang xây dựng hệ thống cổng kết nối với các mạng thanh toán nước ngoài và hiện đang hợp tác với Thổ Nhĩ Kỳ trong lĩnh vực này. Đặc biệt, Nga có thể sẽ cho phép sử dụng thử nghiệm tiền điện tử trong các hoạt động kinh tế đối ngoại. Hiện hệ thống thẻ MIR của Nga được chấp nhận ở một số quốc gia nơi người Nga đến du lịch và sinh sống. Chúng tôi đang nỗ lực làm việc với các cơ quan quản lý nước ngoài, nhưng chúng tôi sẵn sàng linh hoạt và cung cấp cho các doanh nhân khả năng thanh toán tài khoản với các đối tác nước ngoài với sự trợ giúp của tiền điện tử, nếu nó giúp họ giải quyết một số vấn đề. Bà Nabiulina cho biết, mặc dù cơ quan quản lý phản đối việc thanh toán bằng tiền điện tử trong nước, nhưng họ sẵn sàng cho phép các khoản thanh toán bằng tiền điện tử quốc tế theo các chế độ pháp lý thử nghiệm. Ngày 20 tháng 4, người lao động thuộc nhiều nghiệp đoàn tại Pháp đã tiếp tục các cuộc đình công tại một số địa điểm ở thủ đô Paris để phản đối kế hoạch cải cách hưu trí của Tổng thống Emmanuel Macron. Công ty đường sắt quốc gia Pháp cho biết
cuộc biểu tình đã ảnh hưởng đến một số chuyến tàu tại quanh khu vực và ngoại ô Paris. Nước Pháp hiện tại giàu có chưa từng thấy, các công ty đa quốc gia tại Pháp giàu chưa từng thấy. Vấn đề nằm ở chỗ phân phối của cải, cứ tìm trong túi các ông chủ các công ty lớn, lấy tiền đó để tài trợ cho hệ thống lương hưu, dịch vụ công cộng và an sinh xã hội. Từ nhiều tháng qua, người lao động Pháp đã tổ chức các cuộc biểu tình phản đối kế hoạch tăng tuổi nghỉ hưu từ 62 lên 64, đồng thời siết chặt các yêu cầu đối với người lao động để được hưởng lương hưu đầy đủ. Tổng thống Macron cho rằng đây là điều cần thiết để bảo đảm hệ thống lương hưu không bị thâm hụt. Tuy nhiên, các nghiệp đoàn cho rằng các biện pháp đề xuất không công bằng đối với người lao động có trình độ thấp, làm các công việc nặng nhọc và bắt đầu đi làm sớm. Làn sóng biểu tình càng dữ dội hơn khi chính phủ sử dụng các quyền hiến pháp đặc biệt để thông qua kế hoạch mà không cần bỏ phiếu tại Quốc hội. Việc các công ty đòi nợ trái luật thời gian qua đang tạo ra sự phản cảm và dấy lên nhiều lo ngại về hoạt động cho vay tiêu dùng. Cho vay và thu hồi nợ đúng luật, điều vốn hiển nhiên nhưng đang là vấn đề nóng và cần có những giải pháp hiệu quả hơn. Đây chính là nội dung được các chuyên gia bàn luận tại tọa đàm về tín dụng tiêu dùng do báo Người Lao Động tổ chức hôm qua. Theo các chuyên gia, dù quy định cho vay lãi suất không quá 20% một năm, nhưng thực tế các trường hợp bị phát hiện và xử lý đều cao hơn mức 20% này gấp nhiều lần. Trường hợp tổ chức tín dụng có đúng mức lãi suất dưới 20% một năm, song có cách tính lãi và phí lại nhập nhằng để lách luật. Việc các công ty đòi nợ trái phép đang ảnh hưởng xấu đến hoạt động cho vay tiêu dùng. Trên cơ sở đó, các chuyên gia cũng đề ra nhiều giải pháp như công ty tài chính bán nợ cho một công ty khác thì phải đảm bảo đơn vị đòi nợ đó phải có người đòi nợ chuyên nghiệp, có năng lực, đạo đức. Công khai thông tin, lãi suất của các tổ chức tài chính chính thống để người dân nắm rõ, có quy định cụ thể về phương thức tính phí của các tổ chức tín dụng tránh mập mờ. Các tổ chức tín dụng cũng cần khảo sát các đối tượng công nhân và thiết kế lãi suất phù hợp hơn. Đại diện Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã đưa ra 8 giải pháp nhằm giúp hoạt động cho vay tiêu dùng phát triển lành mạnh. Đơn vị này cũng đã phối hợp làm việc với Công an thành phố nhằm xác định đối tượng nghi ngờ. Đến nay, tổng dư nợ tiêu dùng của Thành phố Hồ Chí Minh đạt hơn 933.000 tỷ đồng, trong đó khối các công ty tài chính khoảng 104.000 tỷ đồng. Bình quân mỗi năm, tăng trưởng cho vay tiêu dùng trên địa bàn đạt khoảng 36%. Bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh vừa phẫu thuật nội soi thành công cho bệnh nhi bị u sợi mạch vòm mũi họng với khối u lớn hơn 10 cm. Bệnh nhi 12 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Lắk, nhập viện trong tình trạng chảy máu mũi nhiều. Theo gia đình, một năm qua bệnh nhi liên tục chảy máu mũi tái phát kèm theo tình trạng nghẹt mũi kéo dài. Tại bệnh viện Tai Mũi Họng Thành phố Hồ Chí Minh, sau khi chụp CT scan, bệnh nhi được xác định mắc u sợi mạch vòm mũi họng lớn. Bệnh nhân đã được phẫu thuật nội soi 4 tay để lấy khối u với kích thước 10 x 6cm. Thưa quý vị, trường hợp u sợi mạch vào mũi họng theo các bác sĩ thì chỉ xảy ra ở bé trai trong độ tuổi dậy thì từ 15 đến 25 tuổi. Các bé gái thì tuyệt đối không mắc bệnh lý này. Và triệu chứng khởi phát cũng rất dễ nhận thấy, đó là bé trai sẽ bị chảy máu cam ở một bên mũi kéo dài. Chính vì vậy, người nhà cần có những theo dõi sát sao để kịp thời đưa trẻ đến cơ sở y tế khi phát hiện triệu chứng này. Thì trong những trường hợp mà u nó xâm lấn xa hơn thì nó có những cái triệu chứng ở mắt là có thể là nhức đầu. Tuy nhiên cái vấn đề ở trong bé trai ở cái lứa tuổi dậy thì mà có tình trạng chảy máu mũi một bên thì ít nhất người nhà cũng phải đưa bệnh nhân đến một cái trung tâm y tế mà có nội soi. Tại vì trên hình ảnh của nội soi chúng ta có thể ban đầu phát hiện ra được bệnh này sớm. Tại vì nếu phát hiện càng sớm u ở giai đoạn nhỏ 1-2 thì chúng ta chỉ phẫu thuật nội soi tỷ lệ thành công rất cao, tỷ lệ mất máu trong phẫu thuật ít, khả năng mà để lại di chứng thậm chí cái tính mạng của bệnh nhân chúng ta được bảo tồn rất là an toàn. Thì đây là một cái khối u mà gây chảy máu rất nhiều nếu như mà chúng ta đụng chạm vào nó. Cho nên nếu mà ở tuyến dưới chúng ta chưa xác định được bản chất khối u ở vùng mũi họng, đặc biệt ở những khối u xuất hiện ở một bên gây ù tai, ở vùng vòm á, gây ù tai, gây nghẹt mũi tăng dần thì chúng ta không nên sinh thiết. Bởi vì khi mà chúng ta sinh thiết chúng ta bấm một mẫu mô như vậy gây chảy máu rất nhiều, có thể nguy hiểm tới tính mạng của bệnh nhân. Tỷ lệ u sợi mạch vòm mũi họng là 0,05% dân số. Mỗi năm, bệnh viện Tai Mũi Họng ghi nhận từ 10 đến 12 ca. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin sáng nay của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau. Kính chào tạm biệt.